Chào các bạn, lại là mình, người đam mê smartphone siêu bền pin khủng nhất Việt Nam đây. Và ngày hôm nay đây, trên tay mình đó là một chiếc siêu phẩm máy tính bảng tablet đến từ thương hiệu Blackview. Đó là Blackview XT8 Pro đó. Đây là một chiếc smartphone siêu bền pin khủng cấu hình mạnh đó, vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và mình đã có được ở trên tay chiếc hộp full box như thế này. Và sau đây mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau trên tay khui hộp một sở thị tất tần tật về chiếc máy tính bảng đang nổi đình nổi đám hiện tại trên thị trường này nhé. Nào, xin mời. Tên. Như vậy là mình đã trên tay rất là nhiều loại máy tính bảng siêu bền pin khủng đến từ những thương hiệu như là Ulefone rồi Doogee rồi. Và giờ đây, ngày hôm nay đây đó là đến từ thương hiệu Blackview nha các bạn. Đó, đây là thương hiệu Blackview ha. Đó. Và cũng là rất là nhiều loại máy tính bảng siêu bền pin khủng từ mười mấy ngàn. Và ngày hôm nay là chiếc máy tính bảng siêu bền pin khủng pin 22.000 mAh luôn. Quá trời là đỉnh. Đó. Với cái loa của Harman Kardon ha. Đó. Và nhiều cái chất lượng vô cùng là tuyệt vời. Và sau đây mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đó, trên tay khui hộp để một sở thị tất tần tật về em nó nha. Đây, XT8 Pro. Đó, đầy đủ ha. Để đây mình khui hộp nè. Ok. Và đây các bạn, đây là chiếc máy tính bảng Blackview XT8 Pro. Đây ha. Rồi. Và đi kèm theo nó là gồm có một cốc sạc. Đây, đây là cốc sạc. Đó. 33W. Và đây là bộ kết nối để giúp chúng ta truyền dữ liệu ra bên ngoài. Đầy đủ tặng theo và khe chọc sim và cáp sạc nhanh Type-C. Có một cái vít. Một cái vít này là để chúng ta mở tháo hai nắp này nè, tháo dây đeo này. Đó, tháo dây đeo đó là con vít có tặng kèm theo. Đặc biệt đó là một cây viết cảm ứng. Đây là cây viết cảm ứng ha. Đó, cây viết cảm ứng để mình di chuyển tất cả mọi thứ bằng cây viết này. Đó. Bộ phụ kiện theo gồm là như đó thôi. Nguyên hộp. Và giờ đây chúng ta sẽ vào cái nhân vật chính của chúng ta. Đó là chiếc máy tính bảng siêu bền. Đây. Nhìn phía sau rất là hầm hố ha. Phong cách của máy tính bảng siêu bền là luôn luôn nó có bốn cái cạnh vô đây vậy. Để làm gì? Để tránh trường hợp rớt xuống nó sẽ không ảnh hưởng đến cái màn hình của máy và giảm cái độ tác động vô trong cái máy. Đây là pin của chiếc máy tính bảng này là 22.000 mAh. Và nó thiết kế kiểu như vậy cho nên nhìn, nếu mà nhìn sơ qua thì chúng ta sẽ không thấy nó dày lắm. Tại vì nó vát lên cái pin nó nằm phía sau. Đó, có dây đeo cũng giống như con Doogee R20 thôi. Cũng có dây đeo như vậy. Để chúng ta cầm đi cho nó dễ. Và màn hình của máy tính bảng này đó là màn hình 10.36 inch. Đó. Hiển thị là 2.4K Full HD cộng. Bên hông của nó là có nút volume tăng giảm và nút nguồn kim cảm biến vân tay. Và đây là có loa kép, một cái loa bên này và loa bên này. Hai cái loa này sử dụng công nghệ là Harman Kardon cho nên cho áp lượng âm thanh cực kỳ là nét. Camera trước selfie là 16 megapixel, camera sau là chụp ảnh là 48 megapixel. Đó. Nhìn nói chung là cũng cầm trong vòng bàn tay đó, cũng rất là đẹp, cũng rất là đẹp. Đó. Rồi sau đây chúng ta sẽ cùng nhau. Con này thì sử dụng là CPU là 8 nhân, chip là Helio G99. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái thông số của máy ha, cài đặt nè. Vào vấn đề và giới thiệu điện thoại thì chúng ta sẽ thấy được đó là máy là 8 nhân, RAM của nó là 16GB, là gồm có là 8GB của chip và 8GB mở rộng là 16GB. Và máy thì chúng ta mở lên thì nó đã cài đặt chúng ta là 8 cộng 5 là 13 rồi. Nếu mà chúng ta muốn mà lên 16 thì chúng ta nhấn vào đây và chúng ta kéo lên hết là 16, máy sẽ khởi động lại. Và thiết kế cho cái RAM của chúng ta là 16MP và ROM là 256GB. Máy sử dụng là 2 SIM 4G, Android là 13. Đó. Camera sau là 48 và camera trước là 16. Đây, tất cả mọi cái là chúng ta sẽ có được này. Và chúng ta có thể
sử dụng máy ở chế độ như là máy PC thì chúng ta sẽ chọn chế độ PC mode, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này giống như là một chiếc máy tính, chiếc laptop vậy. Còn bình thường thì chúng ta sẽ không sử dụng tính năng đó, thì chúng ta sẽ sử dụng giống như là một chiếc máy tính bảng, đơn giản như này. Còn nếu chúng ta chỉ sử dụng giống như là một chiếc laptop thì chúng ta chọn chế độ là PC mode ha. À, đây là camera, chúng ta sẽ sử dụng camera bình thường. À, camera bình thường, nếu chúng ta muốn sử dụng camera 48 megapixel thì chúng ta sẽ nhấn ở đây. Đây là camera 48 megapixel thì sẽ cho chất lượng ảnh nó nét hơn rất là nhiều. Và camera selfie là 16 megapixel nhìn rất là nét ha, nét căng luôn đó, vô cùng đẹp. Nói chung là bây giờ máy tính bảng là người ta tập trung vào nhiều cái công nghệ, không khác gì cả máy smartphone cả. Và đặc biệt cái là nó sử dụng được màn hình lớn hơn, Full HD 2.4K nên cho chất lượng ảnh rất là đẹp ha. Và một số cái tính năng cơ bản của dòng Android gốc, Android 13, Android gốc của Google thì nó chỉ có những cái tính năng cơ bản của Android như thế này. Và chúng ta muốn gì thì chúng ta chỉ việc đăng nhập vào trong CH Play và chúng ta tải app về sử dụng thôi. Đó, rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, hỗ trợ hết tất cả ha. Rồi, và cái điểm đặc biệt của máy này đó là dàn loa, thì chúng ta sẽ cùng nhau test được cái dàn loa Harman Kardon này là như thế nào. Tại vì nguyên cái dàn loa đó không á, mà chúng ta mua cái loa của Harman không bây giờ cũng phải là 3-4 triệu một cái rồi, chứ không có rẻ. Đó, âm thanh của Harman nó cho chất lượng âm thanh khác cả âm thanh bình thường liền. Mà này âm thanh kép, màn hình coi là bá đạo luôn. Âm thanh tuyệt vời. Ấm lắm nha, dàn loa là nghe cực kỳ ấm luôn á. Rồi nhìn nó rất là nhỏ gọn, màn hình 10.36 inch. Và sau khi chúng ta test qua rồi thì chúng ta sẽ test qua cái mức độ hiển thị của máy này. Chúng ta sẽ trải nghiệm được là màn hình nó là video coi video 8K như thế nào. What is your favorite animal and your name will be mentioned. Cực kỳ là tuyệt vời luôn, quá xuất sắc. Cho hình ảnh là nét căng, quá kinh điển. Cái này mà không những chúng ta làm việc mà mua về cho con cái chúng ta sử dụng học hành là quá là đỉnh luôn. Nhất là pin châu, màn hình sắc nét. Đó, xem sẽ không bị hại mắt. Âm thanh thì tuyệt vời, chụp hình thì đẹp. Nói chung rằng là tất cả mọi công nghệ đều hội tụ trong chiếc máy tính bảng Blackview HT 8 Pro này với mức giá là vô cùng là hấp dẫn luôn. Vô cùng là hấp dẫn luôn. Và cảm thấy rằng là chưa có một cái máy tính bảng nào ở phân khúc giá mà dưới 7.5 triệu và được như thế này luôn. Đó chính là Blackview HT 8 Pro, vô cùng tiện lợi, màn hình đẹp, pin khủng, chụp hình đẹp, chip mạnh. Đó, quá đỉnh, chưa tới 7.5 triệu trời. Phải công nhận rằng là bên smartphone store này luôn luôn về hàng và luôn luôn có được mức giá thật sự là không thể tin nổi. Quá đỉnh, quá đẹp, quá đam mê, quá xuất sắc từ thiết kế cho tới chất lượng. Rồi, đó là mình đã trên tay cho các bạn khui hộp một sở thị chiếc máy tính bảng đang cực kỳ hot hiện tại bây giờ, đó là Blackview HT 8 Pro, màn hình 10.36 inch, hiển thị 2.4K, bộ loa âm thanh Harman Kardon, chụp hình camera trước là 16 megapixel, camera sau là 48 megapixel, chip Helio G99, 8 nhân, RAM 16GB, ROM 256GB, vô cùng tiện lợi, vô cùng tiện lợi, vô cùng chất, sử dụng được 2 SIM, 2 sóng 4G, quá đỉnh. Con này kết hợp theo một cái tai nghe Bluetooth nữa là sử dụng là bá chén bò chét luôn. Rồi, rất cân hạnh được mời tất cả các bạn xem video clip này chung với mình. Nếu các bạn có gì thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới nhé, mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn cụ thể. Vâng, thân ái và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip lần sau.